Naraka Bladespoil là một tựa game vô cùng mới ở trên Steam mà rất nhiều anh em game thủ mong muốn để có thể chơi game được. Tất nhiên ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một combo mà mình có thể đánh giá là rất tốt để anh em có thể cân được cái tựa game này mà chi phí đầu tư không quá cao. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua đến cái phần spec, tức là thông số yêu cầu để các bạn có thể chơi cái tựa game này ở mức gọi là hãng đề xuất. Đầu tiên đó chính là về phần CPU, thì ở đấy có ghi chung chung thôi là CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 4 trở lên các đồ họa và GTX 750 Ti trở lên, và RAM sẽ là từ 8GB. Có thể nhìn thông qua thì trông có vẻ cơ bản phết nhỉ. Thế nhưng nếu mà quy đổi ra thời điểm hiện tại thì cấu hình sẽ là tương tự như nào, hoặc thậm chí là chơi game tốt hơn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần CPU đi. CPU ở đây là Intel Core i3 1105F. Nếu như các bạn nghĩ là rõ ràng người ta đề xuất i5, tại sao mình lại chọn i3, thì nếu mà đặt lên mặt cân so sánh thì cái mẫu i5 thế hệ thứ 4 kia không có tuổi khi so với i3 thế hệ thứ 10. Đây thế hệ thứ 10 cải tiến luôn, không có tuổi đâu. Thế nên các bạn không cần quá lo lắng về vấn đề CPU, và tựa game này cũng không làm full load được mẫu CPU này đâu, miễn là các bạn chơi game chơi được quan giải Full HD. Còn về một thành phần khác quan trọng hơn, thực ra là quan trọng nhất đấy, đó chính là về phần GPU. Ở đây mình đang có một em RTX 2060. Thì RTX 2060 các bạn đã có thể biết được rồi, em này ra mắt ở một khoảng thời gian khá là dài rồi đấy, và hiệu năng của em nó các bạn sẽ không cần phải bàn cãi nhiều. Thì một chút nữa mình sẽ test ở game chế độ giải Full HD, và mình sẽ kéo setting từ thấp nhất đến cao nhất để các bạn có thể nhìn được là khi cắm một em Intel Core i3 kết hợp với RTX 2060 thì liệu có gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai hay là như anh em game thủ hay bạn nghẽn thủ hay bảo hay không. Còn về thành phần RAM nữa, RAM chắc chắn mình sẽ không thể nào cắm 8GB được. Bây giờ chơi game là cứ phải cắm nhiều hơn, mình sẽ cắm hai thanh RAM với tổng dung lượng là 16GB với bus RAM là 2666. Thật ra thì theo cái tổng quan đánh giá của mình về cái tựa game Naraka Bladespoil này, mặc dù đây là một tựa game tương đối nhẹ, chỉ khoảng 11GB thôi, và cấu hình đề xuất cũng không quá cao, nhưng mà mình cảm thấy là cái đồ họa thì có thể nói là đẹp đi, thế nhưng cái mức tối ưu của là chưa thực sự quá tốt. Thế nên đối với cấu hình hiện tại, nếu như bạn nào mà cảm thấy là chưa đủ, hoàn toàn có thể nâng em này từ RTX 2060 lên RTX 3060, đổi CPU Intel Core i3 lên Intel Core i5 hoặc thậm chí là Core i7 cũng được. Nhưng trong khoảng giá 20 triệu thì mình thấy đây là một combo cực kỳ tối ưu rồi. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn một combo Intel Core i3 với RTX 2060 hay lựa chọn một combo khác là Intel Core i5 với RTX 1660 chẳng hạn? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video để cho chúng mình được biết. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.